Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Việc remake các movie Doraemon cũ đã không còn là chuyện gì quá mới lạ đối với người xem Doraemon trên toàn thế giới. Tính đến nay, đã có 7 movie được làm lại. Vậy còn những movie khác thì sao nhỉ? Dạo này còn đang xôn xao tin đồn movie 2025 sẽ là bản remake của Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. Nhiều bạn đang hóng lắm đây. Vậy thì hôm nay, các bạn hãy cùng Ten Anime điểm lại những movie gốc chưa được remake, đồng thời khai phá trí tưởng tượng, tự remake cho chúng luôn nhé. Đây chỉ là những ý tưởng và mong muốn của cá nhân tớ. Mọi người có thể thoải mái chia sẻ ý tưởng ở phần bình luận để chúng ta có thật nhiều câu chuyện hay hơn nha. Bắt đầu thôi nào! Movie 4. Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Câu chuyện kể về mong muốn đi chơi mùa hè của nhóm Nobita, nhưng không biết nên leo núi hay xuống biển, thế là Doraemon quyết định kết hợp cả hai với nhau luôn, cụ thể là dùng bảo bối đèn thích nghi xuống tận đáy biển chơi. Tại đây có địa hình không khác gì danh lam thắng cảnh trên cạn, nhưng chuyến đi chơi nhanh chóng thành chuyến đi xa khi cả bọn đụng độ với người đáy biển, cư dân lục địa Mu và cả lũ quỷ biển Poseidon, cư dân lục địa Atlantis đang lăm le hủy diệt địa cầu. Kết phim như nào thì chắc ai cũng biết rồi, chúng ta có anh hùng Baki ấn tượng hơn cả nhân vật khách mời Eru cùng sự thất bại chóng vánh đến từ vị trí của quỷ biển Poseidon. Thực chất cốt lõi ý tưởng và cách truyền tải thông điệp từ những trang truyện đầu tiên do họa sĩ 3F sáng tác là rất tốt. Tuy nhiên vì giới hạn thời gian sáng tác, đến độ dài truyện và độ dài phim, việc hoàn thiện tất cả các khía cạnh là điều không thể. Vì lẽ đó mà chúng ta có một trong những movie Doraemon chưa thể gọi là xuất sắc. Điểm trừ lớn nhất ở đây là phe cư dân lục địa Mu, đại diện bởi Eru và phe phản diện, đại diện bởi Poseidon. Do đó nếu remake tớ sẽ nhắm đến hai yếu tố này đầu tiên. Với Eru, tớ mong muốn nhân vật này có tính hướng dẫn và chiều sâu hơn nữa, có thể cho anh ta mang mối thù nào đó với tộc quỷ như việc gia đình bị chúng hãm hại chẳng hạn. Chúng ta cũng không cần phải sợ, nếu Eru được xây dựng giỏi giang hơn sẽ làm ảnh hưởng hào quang nhóm Nobita. Hào quang nhóm này quá mạnh rồi, sợ nhân vật hoàn hảo còn không địch nổi chứ, như Sonia của movie 42 đó. Về phần tộc người Mu, phim có thể cho họ cực đoan hơn nữa, tuy nhiên sẽ theo kiểu buộc phải sử dụng loại vũ khí hủy diệt nào đó để tiêu diệt bọn quỷ Poseidon với hệ lụy ảnh hưởng đến trái đất, thay vì cứ quanh quẩn phán xét một nhóm trẻ con chỉ muốn xuống đây chơi. Kết hợp lại, chúng ta sẽ có sự đấu tranh tâm lý trong Eru, chọn tiêu diệt Poseidon để giữ an toàn cho tộc mình hay chọn tin vào nhóm Nobita, giữ an toàn cho trái đất. Theo tớ, phát triển nhân vật khách mời là cách tốt nhất để remake movie này. Đối với bọn quỷ biển, cần làm cho chúng mạnh hơn nữa, nhất là quỷ vương Poseidon. À thì tất nhiên vẫn phải đảm bảo vừa sức để nhóm Nobita còn thể hiện, nhưng không được nhạt nhẽo như bản gốc. Và quan trọng hơn, phản diện này cần có mục đích gì đó hay hơn hoặc cụ thể hơn như là nô dịch con người, chiếm nguồn tài nguyên dưới đáy biển để hồi sinh 100% cho Poseidon chẳng hạn. Những mục đích như thế sẽ dẫn đến hệ lụy hủy diệt trái đất mà không cần chủ đích làm việc đó. Những chi tiết còn lại thì khá hay rồi, hoặc đổi Buggy thành hình dạng sinh vật cho dễ hút thiện cảm hơn cũng được, nhưng theo tớ thì nên giữ lại dạng xe đua này cho thân thuộc. Movie 8. Nobita và Hiệp sĩ Rồng. Với những ai đã đọc truyện thì sẽ quen thuộc hơn với cái tên Nobita và chuyến phiêu lưu vào lòng đất. Đúng như cách nó bị đem chế meme, đây là movie bị đánh giá xem chán nhất chuỗi. Doraemon tạo vương quốc dưới lòng đất cho cả nhóm chơi, nhân tiện để Nobita giấu mấy bài kiểm tra điểm không. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm ấy Sunil không trở về nhà. Cả nhóm tức tốc dùng vòng xuyên thấu đi tìm, vô tình lạc đến thế giới dưới lòng đất, nơi trú ẩn của rất nhiều loài khủng long. Tại đây họ gặp và làm quen với Banho, một chiến binh của tộc người lòng đất. Anh ta cũng giúp đưa Sunil về nơi an toàn. Trong lúc nhóm bạn dạo một vòng thăm thú, Nobita vô tình phát hiện kế hoạch thật sự của người lòng đất. Họ sẽ quay về quá khứ, tiêu diệt mầm mống động vật có vú, vì cho rằng chính sự phát triển của loài này đã dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long. Điều này đồng nghĩa với việc loài người sẽ không bao giờ xuất hiện. Điều gì đến cũng phải đến, nhóm Nobita ra sức ngăn cản, nhưng người lòng đất vẫn quay về quá khứ và bàng hoàng khi nhận ra chính thảm họa thiên thạch mới là nguyên nhân tuyệt diệt khủng long. Cũng may có Doraemon nên mọi chuyện mới ổn thỏa. Lần này nhân vật khách mời và phe phản diện là cùng một nhóm, cũng là điểm trừ lớn nhất của phim, do đó đầu tiên vẫn cứ phải thay đổi đối tượng này trước. Công thức có lẽ sẽ giống với movie 4 ở trên, còn lại tớ rất mong có sự xuất hiện và đóng góp đáng kể của một nhân vật nữ, chứ không nên chỉ dừng lại trong vai trò nhỏ như em gái của Banho. Một nhân vật như vậy sẽ đóng vai trò cầu nối rất tốt để hai bên tìm được tiếng nói chung. Tớ khá phân vân về việc liệu bản remake có nên xây dựng một phản diện tách biệt hơn không, nhưng suy đi ngẫm lại, nếu thế movie này sẽ không khác nào movie 4 phiên bản lòng đất thay vì đáy biển, nên thôi, cứ thế này vẫn thoải mái hay nếu được điều chỉnh hiệu quả về phía Banho và tộc người lòng đất. Movie 9. Nobita Teizuki. Ban đầu tớ cho rằng movie 9 chỉ cần remaster chứ không cần phải remake vì vốn phim đã tập trung vào khoản đánh đấm với bọn yêu quái. Tuy nhiên, khi xem đi xem lại nhiều lần, tớ mới cảm thấy thật sự cần thay đổi nhiều thứ nếu muốn có một phiên bản điện ảnh xứng đáng ra rạp. Nhóm Nobita nhập vai chơi Teizuki trong máy bảo bối vào thời nhà Đường, lúc về quên tắt, thế là đám quỷ tràn ra ngoài, biến đổi thế giới thực thành thế giới quỷ. Để sửa chữa lỗi lầm, cả nhóm quay lại quá khứ dẹp loạn, sửa lại lịch sử như cũ. Teizuki phiên bản 3F có chất riêng nhờ sự xuất hiện của nhân vật Lâm Linh hay Tiểu Lâm. Cậu nhóc là con của Ngưu Ma Vương và bà La Sát, theo kế hoạch của mẹ mà theo phò Đường Tăng, làm gián điệp tìm cơ hội bắt cóc hòa thượng. Thực tế kế hoạch thành công mỹ mãn, sai mỡ ở biến số là nhóm Nobita. À không, thật ra Tiểu Lâm sau thời gian theo học Đường Tăng đã không còn là một yêu quái nữa, giờ đây mang tâm tốt, quay xe kịp lúc dù không giúp ích là mấy vào thời khắc quan trọng.
Vì sao ban đầu tớ lại cho rằng movie này chỉ cần remaster? Hiển nhiên rồi, xét trên tổng thể thì phim vẫn rất hay và cuốn, cực kỳ thú vị. Có lẽ vì thương hiệu Tây Du Ký và Doraemon kết hợp với nhau vốn đã là một cái gì đấy gây tò mò, cộng thêm việc nội dung phim được hoàn thiện khá ổn nên những điểm trừ trong phim không đáng kể ở thời điểm đó. Tuy nhiên nếu đem phim ra rạp ngày nay, việc chỉ dừng lại ở mức thay đổi đồ họa là không đủ. Chúng ta cần thẳng thắn với nhau, không nên dùng lý do phản diện này là boss trong game trẻ con, yếu kém là chuyện bình thường để bào chữa cho việc phản diện trong phim thiếu chất điện ảnh. Nghiêu Ma Vương và Bà La Sát hiện tại chỉ dừng ở mức trung bình, thích hợp cho một tập đặc biệt chiếu TV hơn là trên màn ảnh rộng. Chính vì thế việc thay đổi ở phản diện là cần thiết. Chúng ta cần có một Nghiêu Ma Vương ấn tượng hơn cả về sức mạnh và đầu óc, có tố chất lãnh đạo hơn, giống với phiên bản trong phim Tây Du Ký. Về phần Bà La Sát, cần nhiều hơn những khoảnh khắc xảo quyệt, kết hợp dùng món bảo bối quạt ba tiêu. Không chỉ thế, việc đầu tư hơn cho nhân vật này ở khía cạnh tâm lý tình cảm dành cho Tiểu Lâm cũng nên được cân nhắc. Chỉ những thay đổi đó là đủ rồi, vì như tôi nói, phim gốc vẫn rất hay. Movie 11 – Nobita và hành tinh muông thú. Thông qua một đám mây hồng kỳ lạ, Nobita và Doraemon đến được hành tinh muông thú gặp và làm quen với Chippo, một người bạn cún rất thích thám hiểm. Sau đó những thành viên còn lại trong nhóm cũng đến nơi chơi, nhưng không vui vẻ được bao lâu, toàn bộ cư dân hành tinh đầy màu xanh này phải chịu áp lực nặng nề khi bọn người Nimue xâm chiếm. Hành tinh của chúng bị ô nhiễm thậm tệ đến mức không thể sinh sống được nữa, thế là chúng đến và cố gắng chiếm đoạt một hành tinh xanh như hành tinh muông thú. Chippo cùng nhóm Nobita vạch ra kế hoạch để toàn bộ cư dân hành tinh, những người không có kỹ năng chiến đấu cũng có thể mượn sức mạnh của tự nhiên để chống lại hỏa lực của bọn người Nimue. Vào thời khắc nguy cấp nhất, đội tuần tra thời gian xuất hiện, bắt gọn bọn Nimue và thủ lĩnh của chúng. Một cách khai thác khá hay của tác giả Ba F về chủ đề bảo vệ môi trường, nhưng công tâm nhận xét thì đây chưa phải một movie hay, dù thực tế phim đạt khá nhiều giải thưởng về doanh thu và thậm chí còn được chọn để dựng kịch, nhưng chú ý vào chi tiết, chúng ta sẽ nhìn ra nhiều điểm trừ đáng kể. Đầu tiên là phản diện, có ai đồng ý với tớ rằng người Nimue xuất hiện và hành động quá nhanh thì giơ tay nào? Chúng ta không được giới thiệu một cách từ từ mà Nimue nhảy ra đột ngột và ồ loạt tấn công áp đảo, trong khi chưa làm rõ động cơ, sự gấp gáp này khiến phản diện của phim mất rất nhiều điểm ấn tượng. Độ đẹp trai của thủ lĩnh cũng không đủ cứu vớt, điểm trừ lớn nhất còn lại thuộc về Chippo, khi được giới thiệu là một cậu nhóc ưa khám phá mạo hiểm, thế mà trong cả hai phát hiện quan trọng về lịch sử hành tinh, Chippo không đóng góp bất cứ cái nào. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không hiểu Chippo có vai trò gì trong phim nữa. Nếu phim được remake, tôi rất mong Chippo có đất diễn hơn, có thể tăng thêm độ thông minh và gan dạ tương đương 20% Dekisuki cũng được, không thành vấn đề. Và tất nhiên là phải tham gia nhiều hơn vào những phát hiện quan trọng, thậm chí tự bản thân tìm ra một bí ẩn trong truyền thuyết của hành tinh cũng được. Phần đánh đấm chiến thuật gì đó cứ để nhóm Nobita lo liệu. Còn lại những chi tiết về câu chuyện hay yếu tố khác, tôi thấy khá ổn rồi, nếu có thay đổi thì chỉ cần dựa trên khung xương đó là được. Thích nhất chi tiết đám mây hồng và chiếc đĩa bay tạo nên lịch sử của hành tinh muông thú từ một hành động đẹp của tiến sĩ đến từ tương lai. Tôi rất muốn được thấy chi tiết này có liên kết nhiều hơn và sâu hơn vào câu chuyện, cũng như hành trình nhỏ Nobita tại hành tinh muông thú, đảm bảo phim sẽ ổn áp hơn rất nhiều. Movie 12 – Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm. Lần này nhóm bạn của chúng ta dùng bảo bối vào thế giới cổ tích, cụ thể là chui vào các cuốn truyện. Tuy nhiên khi những cuốn truyện bị xếp lộn xộn với nhau, cộng thêm việc chúng bị đốt sạch, Shizuka bị lạc nên không có cách nào thoát ra. Rất may Doraemon tìm được một cách duy nhất, đó là thông qua nhân vật có thật trong lịch sử. Từ đây nhóm con trai lên đường tìm Shizuka và cả nhóm cùng nhau gặp được ông thủy thủ giả Sinbad với những bảo bối bá đạo, kết hợp chống lại tên Abujin xảo trá, lăm le chiếm đoạt tất cả sau một lần được ông ấy cứu. Tiếp tục là một movie mà theo tớ không cần làm lại quá nhiều về cơ bản cốt truyện, tình huống cũng như đất diễn trong phim, những vấn đề thường nảy sinh trong điều kiện thời lượng giới hạn đều được xử lý tuyệt vời ở movie 12. Chúng ta có một cách tạo biến cố đầy sáng tạo, một hành trình giải cứu nhiều giai đoạn đậm chất phiêu lưu, một nhân vật khách mời đặc biệt đầy ấn tượng và một phản diện được xây dựng khá tốt. Nói chung để mà tìm được điểm chê cho movie này là khá khó, kể cả xét trên phương diện phim trẻ em hay một tác phẩm điện ảnh đại chúng. Nếu khắc khe lắm thì có chăng là sự hụt hẫng ở tính cách của nhân vật Sinbad, thiếu dũng cảm, quyết đoán và có phần hơi chê lì, dựa dẫm vào bà bối vốn được tặng bởi một du khách tương lai chứ không phải do ông ấy phiêu lưu thu thập được. Còn về phía phản diện Abujin, hắn vẫn là một phản diện hay, nếu có thêm chiều sâu nữa thì sẽ trở nên xuất sắc hơn. Lơ mơ lại vào top 1 phản diện ít chứ chả chơi. Nếu tự remake movie này, tớ sẽ tăng độ nguy hiểm của Abujin và thay đổi một chút về Sinbad. Ngoài ra một backstory có lẽ cũng là cần thiết để Abujin được nâng lên tầm cao mới. Chẳng hạn như ban đầu, hắn và Sinbad là hai thủy thủ đi cùng nhau. Khi chứng kiến vị khách tương lai kia gặp nạn, chỉ có Sinbad dũng cảm đến cứu, còn Abujin chọn quay mặt làm ngơ, thậm chí còn bỏ bạn mà chạy khi cơn sóng lớn dần. Về sau Sinbad nhờ những bà bối mà sống sung sướng, còn Abujin phải sống cuộc sống khổ cực. Sau này cả hai gặp lại trong tình huống tương tự những gì diễn ra trên phim, Sinbad cứu giúp Abujin và rồi hắn lại nảy sinh ý muốn chiếm đoạt. Câu chuyện này cũng không thay đổi gì quá nhiều đến cốt truyện gốc, bạn nào có ý tưởng hay ho có thể khai sáng thêm cho tớ với nhé. Movie 13 – Nobita và Vương quốc trên mây. Chúng ta tiếp tục với một movie mang thông điệp bảo vệ môi trường, Nobita và Vương quốc trên mây, lần này là khía cạnh khai thác thiên nhiên vô tội vạ. Nobita muốn được đến thiên đường trên 9 tầng mây, nơi mà cậu thường nghe nói trong truyện cổ tích. Không cần tìm kiếm đâu xa, bằng những bảo bối của mình, cả nhóm Doraemon đã tạo ra một thiên đường riêng và vô hình đối với người bên ngoài.
cả nhóm Doraemon gặp người thiên đàng và được biết họ cũng có một thiên đàng riêng. Sau khi đụng độ, cả nhóm bị bắt và biết về chiến dịch Noah tẩy rửa địa cầu, họ được mời đến hội nghị thiên đàng. Với tư cách bị cáo người mặt đất cùng 4 tên thợ săn để chữa cháy khẩn cấp, Doraemon máu chiến đã nghĩ ra cách dùng hơi ga dạ đông mây để đe dọa người thiên đàng. Nhưng 4 tên thợ săn đã trốn thoát và tình cờ lạc vào vương quốc trên mây của nhóm Doraemon. Chúng dùng hơi ga bắn vào căn cứ năng lượng của người thiên đàng và đe dọa bắn hết 9 tầng mây. Không có cách nào khác, Doraemon xả thân, lao đầu vào thùng chứa khí ga, phá hủy vương quốc của mình để ngăn chặn bọn chúng. Phần còn lại, sự xuất hiện của Gibo, cây con năm xưa mà Nobita cứu giúp, nay đã là thành viên quan trọng của Ngân Hà, đứng ra bảo chữa cho con người và xin một cơ hội để con người khôi phục môi trường trái đất. Trên tổng thể, movie này không có vấn đề gì cả, nhất là trong điều kiện riêng của movie hoạt hình trẻ em. Nếu ở nhà mở phim lên xem giải trí thì vẫn rất ok, nhưng để mà đem phim ra rạp vào thời nay thì phim tồn tại những điểm yếu sau. Đầu tiên là tuyển nhân vật phụ nhạt nhòa, dù có những khoảnh khắc thể hiện suy nghĩ và cảm xúc, nhưng anh em Guriot, Paru Paru hay một số nhân vật khác đều chưa thực sự đầu tư liên kết chặt chẽ vào mạch phim. Remake thì tớ sẽ bớt nhân vật phụ nếu cần thiết để đầu tư hơn cho những câu chuyện nho nhỏ, giúp các nhân vật có vai trò rõ ràng hơn. Tiếp đến là sự phân tán phản diện trong một cốt truyện cần sự đơn giản. Chúng ta có đến hai hướng phản diện phải giải quyết là người thiên đường và bọn thợ săn. Dù cả hai tạo được sự liên quan khá tốt, nhưng việc phân tán vai trò phản diện làm cho cả hai không cái nào có được sự tập trung đầy đủ. Nếu là tớ sẽ cho những kẻ khai thác sai trái là một phần tộc người thiên đường luôn. Khi ấy thì hai phe sẽ cân bằng về lý lẽ, chứ việc con người khai thác vô kể vốn đã rõ ràng, không cần phải đưa hết lên phim như vậy. Cuối cùng là khả năng đầy cảm xúc chưa thật sự đã. Có lẽ tớ hơi tham lam khi chỉ có duy nhất Kibo là nổi trội trong việc đại diện cho việc làm tốt của nhóm Nobita. Những nhân vật còn lại có phần hơi chìm. Nếu lấy những đại diện đến từ các tập truyện ngắn thì nhiều lắm, đủ sức tạo một cao trào kéo cảm xúc người xem một cách liên tiếp. Ai là fan Doraemon mà xem hết các tập phim ngắn thì đảm bảo đủ đứ luôn. Movie 14 Nobita và Mê Cung Thiếc. Có ai nghe đến tên phim này mà chờ đợi mãi màn giải mã mê cung của nhóm Nobita giống tớ không? Và kết quả thì đấy, mê cung không thực sự đúng chất cho lắm. Nhận được một lời mời kỳ lạ đến khách sạn kỳ ảo, nhóm bạn Nobita dần bị cuốn vào câu chuyện của Sapio, cư dân hành tinh Chamocha. Hành tinh này đã bị máy móc chiếm quyền kiểm soát, mà đầu não là tên Napochister độc tài. Cha mẹ Sapio tìm cách ngăn cản, nhưng một thời gian không thấy họ trở về, thế là Sapio mới bày ra trò khách sạn nghỉ dưỡng miễn phí để tìm những người bạn đồng hành giúp cậu cứu cha mẹ. Công nhận cũng hay phết, tìm được đúng nhóm học sinh tiểu học bá đạo nhất nhân loại. Hành trình sau đó là lịch sử, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, để rồi ai cũng vỡ òa khi vừa được đoàn tụ, vừa đánh bại Napochister, giải thoát cho người dân hành tinh Chamocha. Một movie vừa hay vừa dở, hay ở từng tình tiết mà trong đó, tôi thích nhất là giai đoạn nhóm bạn thực hiện kế hoạch cách mạng, còn dở là dở chính tên trùng phản diện Napochister. Hắn được điểm trong khả năng lừa lọc, nhưng tổng thể, Napochister vẫn là một phản diện quá kém cỏi, không tạo được chút đáng sợ nào cả về ngoại hình lẫn tâm lý hành động. Nếu remake phim, tớ sẽ trùng tu tên này đầu tiên, phải cho hắn một thiết kế đậm chất phản diện AI hơn nữa và cần cho hắn sự thông minh cũng như khả năng kiểm soát ấn tượng hơn, phải xứng đáng là một AI chiếm thế giới chứ. Và đương nhiên, chi tiết mà tớ muốn thay đổi tiếp theo chính là yếu tố mê cung. Khi Nobita và Sapio cần phải giải mã nó nhiều hơn nữa, sao cho mê cung này phù hợp hơn với vai trò là một lớp lá chắn, ngăn cản bất cứ ai muốn tiếp cận tài sản bên trong. Có thể sẽ thêm thắt plot twist kết hợp tình cảm gia đình để giải mã mê cung cũng được, đương nhiên là phải sâu sắc hơn những gì đã xảy ra trong phim. Movie 15 Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ là movie mà tớ luôn gọi tên đầu tiên mỗi khi nhắc về những movie hay nhất của Doraemon. Ngoài việc đậm chất phiêu lưu đánh quái và nhiều điểm cộng to bự khác ở khoản cốt truyện và xây dựng nhân vật, tớ chỉ hơi tiếc khi phim còn tồn tại vài điểm trừ ảnh hưởng đến tính hoàn hảo của phim. Câu chuyện diễn ra khi Nobita muốn chơi game nhập vai, vừa hay lại biết tin về game mới hiệp sĩ mộng mơ, thế là vòi vĩnh Doraemon xuống tiền luôn. Mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi nhẹ nhàng nếu đây không phải một băng trò chơi kỳ lạ. Nếu chết trong game, đồng nghĩa với việc ra đi ngoài đời thật. Không chỉ thế, việc tham gia vào trò chơi cũng được khích lệ bởi một nhân vật kỳ lạ, từ đó Nobita phải hoàn thành trò chơi cho bằng được. Và với sức mạnh nhân vật chính, Nobita vượt qua tất cả mà không phải tiêu diệt bất kỳ sinh vật vô tội nào. Để mà nói thì hầu như những chi tiết trong movie này đều hoàn hảo. Nobita thì không phải nói rồi, Shizuka thường hay sắm vai quả tạ, thì đến đây cũng ghi dấu ấn đáng kể. Duy chỉ có Chan và Sunio là hơi đáng thất vọng chút. Nhân tố khiến phim không bám đúng tiêu đề ba chàng hiệp sĩ cho lắm, cứ như có mỗi Nobita thôi ấy. Và vì lý do này, tớ sẽ remake phim bằng cách tăng thêm đất diễn cho Chan và Sunio, đương nhiên là ở khoản đánh đấm, xử lý quái vật, thậm chí góp công trong những tình huống cần đối phó bằng trí óc nữa. Về phần phản diện, tớ luôn tấm tắc khen Odorom mỗi khi nói đến chủ đề này. Hắn thật sự là một con quái vật xuất sắc. Nhưng còn tên cận thần Toriho thì khác. Toriho từ trước đến nay vẫn luôn là dấu hỏi chấm lớn nhất đối với tớ. Hắn thoát được cả ra ngoài để lừa Nobita, thế mà sau cùng không còn sự bùng nổ nào khác. Mọi thứ cứ bị bỏ ngỏ gây tò mò cho người xem. Nếu mà các nhà làm phim thật sự đầu tư remake tác phẩm này, chắc tớ sẽ spam email yêu cầu giải quyết nhân vật Toriho mới được. Movie 16 Đấng toàn năng Nobita. Đấng toàn năng Nobita là tác phẩm tớ đọc truyện đầu tiên, vì thế mà khá ấn tượng, một bài học hay về sự tử tế, cũng như lớn hơn là câu chuyện về môi trường sống, nhà cho các sinh vật. Với bài tập hè là tìm hiểu lịch sử trái đất,
Doraemon đầu tư hẳn cho Nobita bộ bảo bối tái tạo địa cầu để cậu bạn tha hồ ngồi quan sát. Với khả năng của thánh thần, Nobita cùng các bạn tham gia vào quá trình phát triển của địa cầu và ấn tượng hơn là hành trình thám hiểm của gia tộc Nobi gặp và đàm phán với tổng người côn trùng, giải cứu trái đất. Chất phiêu lưu theo dòng thời gian của phim là quá xuất sắc rồi, không có gì chê được. Bên cạnh đó, các nhân vật cùng dòng họ liên tưởng đến nhóm Nobita được xây dựng tinh tế dù không cần đến những câu chuyện quá khứ phức tạp, đã đưa giá trị giải trí của phim lên tầm cao mới, đặc biệt là với những ai đã có tình cảm dành cho những nhân vật tuổi thơ trong Doraemon. Đây là một movie vô cùng đặc biệt khi ở đây, nhóm Nobita chỉ có vai trò là những người quan sát, tham gia hoặc tác động một phần đơn giản, nhẹ nhàng và tình tiết do các nhân vật phụ làm chủ. Đầu phim, những tác động của Nobita và các bạn chỉ mang tính trắc ẩn, như khi cứu cô gái bị chọn làm vật tế, hoặc mang tính chất giúp mọi chuyện dễ dàng hơn, như khi giúp đỡ ông lão trong việc chữa trị cho bé bọ. Nếu các bạn không làm gì, mọi chuyện vẫn có thể diễn ra đến kết quả đúng, chỉ hơi khó khăn một chút thôi. Cuối phim, tác động lớn nhất của nhóm bạn là việc dùng bảo bối tạo ra thế giới song song không có con người, nhà mới cho tộc côn trùng. Cũng nhờ chi tiết này mà cả nhóm mới không trở thành người ngoài cuộc 100%, không khéo lại tự biến mình thành nhân vật phụ mất. Và vì sự đặc biệt đó, việc remake nhỏ lẻ trên cốt truyện của phim là một điều vô ích, thậm chí có thể phá hỏng sự xuất sắc của câu chuyện. Vì thế, nếu chơi lớn remake, chúng ta sẽ cần thay đổi 60% câu chuyện, chỉ giữ lại cách đặt vấn đề ban đầu từ bài tập về nhà thôi. Những thay đổi sẽ nhắm đến việc buộc nhóm Nobita phải tham gia sâu vào cuộc ngăn cản tộc người côn trùng, trở thành những chủ thể chính trong hành trình đó. Cơ mà nếu thế thì thôi, tạo phim mới luôn cho rồi. Remake làm gì nhỉ? Cái hay của movie code nằm ở việc chuyển giao vai trò nhân vật chính ở cuối phim mà. Movie 17, Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà. Lại là một phim tuyệt hay mà theo tớ là không cần remake nếu chưa bí ý tưởng. Sau màn khoe khoang không phanh của Sunio, Nobita cũng muốn có cho mình chuyến tàu đặc biệt. Vừa hay Doraemon mới săn sale được vé tàu tốc hành ngân hà, đi du ngoạn ngoài vũ trụ mà không biết trước điểm đến. Con tàu hiện đại nhiều trò hay ho, đã thế điểm đến còn là một khu vui chơi giải trí, cải tạo từ một hành tinh chết do khai thác quá mức. Vui sướng không bao lâu thì toàn bộ hành khách phải hoảng loạn khi bọn Yadori, lũ hải tặc vũ trụ tấn công chiếm quyền kiểm soát cơ thể của họ, phục vụ cho kế hoạch thôn tính vũ trụ. Nhóm Nobita sau nhiều lần chạy trốn đã phát hiện điểm yếu của bọn này là nước xà phòng, từ đó dùng súng đồ chơi đánh bại bọn cướp, sau pha thể hiện ngầu lòi của Nobita một chiếc tên trùm to xác. Movie 17, Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà là một trong những movie có sự đa dạng trong trải nghiệm, nhất là điểm cộng ở khu vui chơi giải trí khi nhóm bạn tham gia vào những trò chơi khác nhau, đem đến những câu chuyện nhỏ đầy thú vị. Không chỉ dừng lại ở đó, quá trình nhóm Nobita trốn chạy trên con tàu rồi tìm được tàu mới, đánh bại quân Yadori là một trong những cuộc chiến đấu hay nhất trong phim hoạt hình. Tớ chỉ hơi tiếc khi phản diện chính, Thiên Hoàng Yadori chưa được đầu tư chất phản diện một cách đậm nét, trông hắn cứ hệt một món đồ chơi y như tạo hình của hắn vậy. Để mà chấm điểm có khi tên đội trưởng nhập vào thằng nhóc kia còn ấn tượng hơn. Vì thế phiên bản remake của phim, tớ rất hy vọng sự lột xác của chúng phản diện. Nếu được chọn thì tớ sẽ chọn đội ngũ đã xào nấu thành công bản remake của nước Nhật thời Nguyên Thủy, vì họ đã tái tạo Giga Zombie từ một kẻ thất bại thành một trong những phản diện xuất sắc nhất. Nếu cần thiết, chúng ta hoàn toàn có thể cho tộc Yadori một câu chuyện đủ sức tạo động cơ và kết hợp được với khả năng đặc biệt của chúng. Ngoài ra, những đầu tư chi tiết hơn cho đất diễn của nhân vật nhà báo bom và tàu trưởng cũng sẽ hợp lý nếu thời lượng cho phép, cộng hưởng được với ý nghĩa và lịch sử mô hình tàu tốc hành ngân hà thì càng tốt. Movie 18, Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố Jekot. Movie 18 là tác phẩm cuối cùng kết thúc danh sách này. Cốt truyện đơn giản, Nobita cùng các bạn cải tạo thành phố vận hành bởi cư dân là những thú nhồi bông, hoạt động nhờ bảo bối Jekot sinh mệnh. Một tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm Onigoro đến được đây nhờ cánh cửa thần kỳ, học được cách dùng bảo bối và nhân bản hắn ra thêm 18 tên khác. Cả đám kéo nhau đi tìm hố vàng trên tấm bản đồ, kết quả chọc giận một vị thần phát sáng, buộc bỏ chạy bằng tên lửa. Hành động của chúng liên lụy đến nhóm Nobita, đẩy cả bọn vào nguy hiểm. Nhưng rồi nhờ sự thông minh nhanh nhạy và tình đoàn kết, nhóm Nobita cũng thành công bắt gọn bọn tội phạm, dù cho tên Onigoro đã suýt khống chế và kiểm soát được thành phố. Phim mang khá nhiều điểm trừ đáng tiếc, nhưng để nói là có hướng khai thác khác thì không hẳn. Đầu tiên là vai trò của bảo bối Jekot, nó không thật sự quá quan trọng, thậm chí nếu nó có bị phá hủy thì thành phố Jekot cũng chỉ đơn giản như mất đi một vật trưng bày. Tiếp đến là sự xuất hiện của vị thần sinh mệnh, nhân vật mà theo tớ là không cần thiết cho lắm trong câu chuyện của movie 18. Nếu thật sự có một vị thần để đại diện cho giá trị nào đó, phim phải có sự đầu tư rõ ràng hơn cho vị thần này, không chỉ nên dừng lại ở mức độ như quái vật hoặc hù dọa, hoặc một tinh linh giải cứu như những gì đã xảy ra. Cuối cùng là phản diện, Onigoro tỏ ra khá vô duyên trong từng quyết định và suy nghĩ, nếu không muốn nói là thật sự yếu kém. Ngoài ra xét về tổng thể movie, tớ hầu như không nhận lại được bài học chủ đạo nào rõ ràng, có khi tính sâu sắc movie này còn thua khối tập ngắn chiếu TV ấy chứ. Riêng movie cuối cùng này, tớ sẽ không chia sẻ nhiều về ý tưởng của mình mà sẽ nhường lại đất sáng tạo cho các bạn. Hãy thoải mái chia sẻ ý tưởng remake của mình cho movie này, cũng như những movie trước trong phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những câu chuyện thú vị. Và đó là toàn bộ những gì mà tớ muốn chia sẻ đến các bạn về mong muốn cá nhân đối với các phiên bản làm lại của các movie Doraemon đời đầu. Trong tình hình những câu chuyện mới hơi chán, thì việc remake những tác phẩm cũ là một nước đi khá đáng mong chờ đấy. Nếu thấy video này hay, hãy like và đăng ký channel anime để đón chờ những video mới. Đừng quên comment ý tưởng về Doraemon cho chúng tôi nữa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!